Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ tư ngày 31 tháng 7 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 phải thể hiện được tầm nhìn, tư duy chiến lược, quyết tâm, khát vọng trong nhiệm kỳ tới. Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị tiểu ban văn kiện. Thu ngân sách 7 tháng của tỉnh Hưng Yên đạt trên 26.000 tỷ đồng. Các giải pháp tháo gỡ vướng mắc để thu hút đầu tư vào tỉnh Hưng Yên. Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của tỉnh Hưng Yên xếp thứ nhất của cả nước. Ý tưởng xây dựng tháp ngọc cao 3 tầng giữa hồ Bán Nguyệt ở thành phố Hưng Yên. Cần cẩn trọng với tai nạn điện tại các hồ cầu. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở tỉnh ủy diễn ra hội nghị của tiểu ban văn kiện đại hội lần thứ 20 của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng tiểu ban chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng tiểu ban, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành viên tiểu ban văn kiện. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến vào các dự thảo, quy chế làm việc, kế hoạch hoạt động của tiểu ban văn kiện, quyết định thành lập tổ báo cáo kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, tổ báo cáo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tổ biên tập thuộc tiểu ban văn kiện, đề cương khái quát báo cáo chính trị, chủ đề đại hội lần thứ 20 Đảng bộ tỉnh. Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các dự thảo của tiểu ban văn kiện, đồng thời đề xuất bổ sung thành viên các tổ báo cáo, tổ biên tập, trao đổi làm rõ hơn một số nội dung, nhiệm vụ với mục tiêu bảo đảm hoàn thành công việc, đạt kết quả cao nhất. Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, văn kiện đại hội lần thứ 20 Đảng bộ tỉnh phải thể hiện được tầm nhìn, tư duy chiến lược của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thể hiện mục tiêu lớn cũng như quyết tâm, khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên trong nhiệm kỳ tới. Vì vậy, trong thời gian tới, các thành viên tiểu ban văn kiện, tổ biên tập bám sát nhiệm vụ, công việc được phân công, tập trung triển khai thực hiện đúng lộ trình, tiến độ đề ra. Trong quá trình xây dựng văn kiện phải hết sức nghiêm túc, khoa học, bài bản, thảo luận, bàn bạc kỹ lưỡng, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể và tranh thủ lấy ý kiến tham gia đóng góp của các cấp, các ngành, cán bộ đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã nghỉ hưu, các tầng lớp nhân dân, nhất là cán bộ lão thành cách mạng, các nhà khoa học, chuyên gia, nhân sĩ trí thức. Văn phòng tỉnh ủy tổng hợp các ý kiến tham gia của các đại biểu để tham mưu giúp tiểu ban văn kiện xây dựng các văn kiện bảo đảm chất lượng. Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020. Chiều nay, Ban chỉ đạo tỉnh Hưng Yên về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2024, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị trong tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất về nhận thức trong đội ngũ cán bộ, người lao động, đặc biệt là đối với các chủ doanh nghiệp, đơn vị kinh tế tư nhân về xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên. Tính đến ngày 15 tháng 6, toàn tỉnh thành lập mới được một tổ chức cơ sở đảng, 3 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, kết nạp được 95 đảng viên mới ở các đơn vị kinh tế tư nhân. Lũy kế kết quả thực hiện đạt trên 73% chỉ tiêu đến năm 2025, có 2 trên 11 đơn vị vượt chỉ tiêu, 4 trên 11 đơn vị đạt trên 70% chỉ tiêu, thành lập mới 28 tổ chức công đoàn và 4 tổ chức đoàn thanh niên. Tuy vậy, việc thành lập mới tổ chức đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên, đoàn viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân mới chỉ thực hiện được ở các đơn vị có quy mô nhỏ, số quần chúng ưu tú là người lao động, nhất là chủ doanh nghiệp được bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp vào đảng còn ít, chưa tương xứng với tiềm năng, còn 5 trên 11 đơn vị đạt dưới 50% so với chỉ tiêu hàng năm về phát triển đảng viên mới, chỉ tiêu về thành lập mới tổ chức kết nạp mới đoàn viên đạt dưới 50% so với chỉ tiêu được giao hàng năm. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Phạm Văn Khuê tiếp thu kiến nghị của các đại biểu về việc có thể điều chỉnh chỉ tiêu phát triển đảng, đảng viên và tổ chức đoàn thể cho phù hợp với tình hình thực tế. Xác định lại mức thu đảng phí với đảng viên trong doanh nghiệp cho phù hợp, đồng chí cũng yêu cầu cần ra soát việc thực hiện chỉ tiêu và có giải pháp quyết tâm hoàn thành kế hoạch được giao trong năm 2024 và toàn nhiệm kỳ. Cần hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả đối với các tổ chức đảng mới thành lập ở đơn vị kinh tế tư nhân gặp khó khăn vướng mắc về nghiệp vụ. Sáng nay tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, cụm thi đua khen thưởng khu vực đồng bằng sông Hồng sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Sự hội nghị phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm 2024, phong trào thi đua yêu nước cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã được triển khai với nội dung tiêu chí cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị,
phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Công tác khen thưởng, đặc biệt là khen thưởng đột xuất được quan tâm đúng mức và có tác dụng nêu gương, tỷ lệ khen người lao động trực tiếp được nâng lên, góp phần động viên nêu gương các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt. Tại tỉnh Hưng Yên, công tác thi đua khen thưởng góp phần trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, đặc biệt là xây dựng đô thị, cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư, thu ngân sách, xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Những tháng còn lại của năm 2024, cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng xác định phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị cá nhân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực xây dựng Đảng, phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp trong tổ chức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong năm 2024, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Sáng nay, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác cải cách thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Sự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh. Sau khi quán triệt tiếp thu những ý kiến chỉ đạo từ điểm cầu Trung ương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh, từ đầu năm đến nay, nhiều nội dung chỉ tiêu cho công tác cải cách thủ tục hành chính được các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện đạt kết quả cao. Ghi nhận những nỗ lực cố gắng này, đồng chí cũng lưu ý công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh vẫn còn tồn tại một số hạn chế, cần phải khẩn trương khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu việc tham mưu công bố thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo kịp thời theo quy định, xử lý dứt điểm tình trạng giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính quá thời hạn quy định, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến cần bảo đảm thực chất và bền vững. Chiều nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về công tác chuyển đổi số, triển khai đề án 06 của Chính phủ. Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, xây dựng, kết nối, khai thác và chia sẻ dữ liệu với các bộ ngành địa phương. Tại Hưng Yên, khoảng 98% người tham gia bảo hiểm được xác thực thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 100% cơ sở triển khai khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip, số lượt tra cứu thành công đạt hơn 83%. Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên cũng tích cực triển khai các dịch vụ như gia hạn bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng, chủ động phối hợp liên thông dữ liệu khám sức khỏe, lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử. Toàn tỉnh có gần 84% số người hưởng lương trợ cấp bảo hiểm xã hội chi trả qua ATM. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tháng 7 đạt trên 4.200 tỷ đồng, tăng trên 37% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2024, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 81% kế hoạch thu cả năm. 7 tháng đầu năm, thu ngân sách của tỉnh Hưng Yên ước đạt trên 26.000 tỷ đồng, tăng trên 42% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa gần 24.000 tỷ đồng, tăng 44%, thu hoạt động xuất nhập khẩu trên 2.500 tỷ đồng, tăng 29%. Nếu trừ các khoản thu về đất, số thu ước đạt trên 17.000 tỷ đồng, tăng gần 13%. Một số khoản thu nội địa tăng như thu từ doanh nghiệp nhà nước, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ khu vực ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, các khoản thu về đất. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Hưng Yên có sự bứt phá mạnh mẽ. Năm 2013, vươn lên xếp thứ 12 của cả nước. Trong bối cảnh các tỉnh, thành phố đều đẩy mạnh xúc tiến thu hút vốn đầu tư với nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi, thì việc tháo gỡ nhanh và kịp thời những vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp sẽ giúp địa phương có được lợi thế thu hút nhiều vốn vào đầu tư. Theo chuyên gia cao cấp Hà Thu Thanh, một người có nhiều kinh nghiệm làm việc với các doanh nghiệp nước ngoài khi đến Việt Nam đầu tư, điều họ mong muốn là cách hiểu và áp dụng thống nhất về quy định của pháp luật giữa các địa phương, cũng như việc giải quyết thủ tục đầu tư nhanh chóng nhất có thể. Tôi có lấy các cái ý kiến của các nhà đầu tư nước ngoài, thì họ nói họ cần một chữ tên là fast, tức là nhanh hơn, hay là gọi là tốc độ hơn trong cái việc từ việc cấp giấy phép đưa vào, có cái lúc mà họ triển khai thực tế, nó vẫn có một cái khoảng cách về thời gian, và cái khoảng cách đó nó thường dài hơn so với cái dự tính. Tại buổi làm việc giữa lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên với chủ đầu tư khu công nghiệp, các ý kiến từ doanh nghiệp đánh giá cao sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp trong tỉnh, thể hiện qua việc lắng nghe và tháo gỡ những vướng mắc gặp phải trong quá trình thực hiện.
về kiến nghị khu công nghiệp Yên Mỹ đề nghị sớm có quyết định giao đất và cho thuê đất. Khu công nghiệp số 5 còn khoảng 1 hectare chưa được bàn giao mặt bằng sạch, dẫn đến chưa thể thi công hoàn thiện đồng bộ hạ tầng trong khu, làm ảnh hưởng đến việc tiếp nhận dự án vào đầu tư. Cũng mong là các cấp chính quyền địa phương hỗ trợ cho nhà đầu tư giải phóng để bàn giao cho nhà đầu tư triển khai hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. 6 tháng đầu năm nay, thu hút vốn đầu tư, vốn giải ngân, xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Có 41 dự án đầu tư mới với tổng số vốn gần 750 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, các khu công nghiệp hiện có hơn 600 ha đã hoàn thiện đồng bộ hạ tầng, sẵn sàng tiếp nhận ngay dự án vào đầu tư. Từ đầu năm đến nay, thị xã Mỹ Hào xử lý được 3 trường hợp đất dôi dư, đất giao trái thẩm quyền với diện tích hàng nghìn mét vuông, thu được trên 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên địa bàn thị xã hiện vẫn còn hàng chục nghìn mét vuông đất dôi dư, xen kẹp, đủ điều kiện để nộp tiền và hàng nghìn thửa đất giao trái thẩm quyền qua các thời kỳ chưa được xử lý. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân không có nhu cầu, giá đất cao, một số vị trí đất dôi dư bị lấn chiếm nằm ở phía sau nên người dân cố tình chây ý. Bên cạnh đó, một số địa phương cũng chưa thực sự tập trung cao cho việc tuyên truyền, vận động và kiên quyết xử lý tình trạng này. Xử lý đất dôi dư không chỉ tạo nguồn lực cho các địa phương mà còn là cơ sở đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời góp phần hoàn thiện hệ thống dữ liệu về quản lý đất đai. Kết quả đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tháng 7 năm 2024 cho thấy tổng hợp các nhóm chỉ số của tỉnh Hưng Yên đạt 84,78 điểm, xếp hạng thứ nhất trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, chỉ số công khai minh bạch đạt 14,2 trên 18 điểm, xếp thứ 3 trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chỉ số tiến độ giải quyết đạt 19,5 trên 20 điểm, xếp thứ 5 trên 63. Chỉ số dịch vụ công trực tuyến đạt 8 trên 12 điểm, chỉ số thanh toán trực tuyến đạt 8,6 trên 10 điểm, chỉ số mức độ hài lòng đạt 18 trên 18 điểm, chỉ số về số hóa hồ sơ đạt 16,5 trên 22 điểm. Trong đó, việc cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử bản sao từ bản chính đã được triển khai thực hiện tại 100% đơn vị trên địa bàn tỉnh. Về kết quả nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế xã hội, toàn tỉnh có 194 trên 195 cơ sở triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ căn cước công dân gắn chip. 100% các cơ sở giáo dục thực hiện thu học phí, các khoản phí không dùng tiền mặt theo lộ trình đề ra. Trên 85% đối tượng an sinh xã hội được chi trả qua tài khoản. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính toàn tỉnh đạt 99,6%. Thưa quý vị và các bạn, thiết thực, tiện lợi, giảm thời gian cho công dân và tăng cường công khai minh bạch là hiệu quả của mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, hay còn gọi là bộ phận một cửa mang lại, sau gần một tháng triển khai thí điểm tại Công an huyện Yên Mỹ. Do trùng với thời điểm triển khai luật căn cước từ mùng 1 tháng 7, mở rộng đối tượng được cấp thẻ căn cước cho công dân, nên từ khi Công an huyện Yên Mỹ đưa vào hoạt động bộ phận một cửa từ ngày mùng 4 tháng 7, lúc nào cũng tấp nập công dân đến giải quyết các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực như quản lý hành chính, giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thế nhưng, công dân cũng không phải chờ lâu, mọi yêu cầu đều được cán bộ chiến sĩ ân cần hướng dẫn hoàn thiện thủ tục, xử lý giải quyết một cách nhanh gọn. Cơ bản các hồ sơ sẽ được giải quyết hết ngay trong ngày. Trong khoảng thời gian hè này, các cán bộ chiến sĩ làm cả ngày nghỉ để phục vụ nhân dân. Hôm nay em đến đây làm căn cước công dân cho con với cả nộp phạt hành chính vi phạm giao thông ạ. Trước là sẽ phải đi nhiều các phòng ban để làm thủ tục. Còn đâu bây giờ là dồn vào một cửa này thì làm hai việc hay hai ba việc thì nó sẽ tiện hơn. Tôi hôm nay nên làm căn cước cho hai bé ạ. Nên làm từ tầm 7 giờ đến tầm 7 rưỡi đã hoàn thành xong ạ. Các chú công an rất là nhiệt tình chỉ để có thể hoàn thiện nhanh nhất ạ. Rất là hài lòng ạ. Theo tổng hợp của Công an huyện Yên Mỹ, gần một tháng qua, số lượt công dân đến giao dịch xử lý các thủ tục hành chính trung bình khoảng 400 lượt trên ngày, tăng gần gấp đôi so với trước đó. Việc đưa vào hoạt động bộ phận một cửa vừa nâng cao năng lực cho cán bộ chiến sĩ trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tăng tính công khai minh bạch, tạo sự chuyển biến cơ bản trong quan hệ hành chính với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp. Từ nay đến cuối năm, Công an tỉnh và 100% công an các huyện, thành phố, thị xã sẽ hoàn thành đưa vào hoạt động bộ phận một cửa. Thành phố Hưng Yên hiện đang đẩy nhanh tiến độ công trình cải tạo chỉnh trang công viên Hồ Bán Nguyệt giai đoạn 1. Công trình gồm các hạng mục cải tạo, cổng, nhà bảo vệ, khu công viên phía Bắc, khu vườn tượng danh nhân, khu nhà bảo tàng cũ, khu đài tưởng niệm, khu giếng vọng cung, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật trong công viên Hồ Bán Nguyệt. Hiện các đơn vị đang triển khai thi công hạng mục khu vườn tượng danh nhân và khu đài tưởng niệm. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào tháng 3 năm 2025. Cùng với đó,
thành phố cũng đã phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc công trình biểu tượng trên đảo Hồ Bán Nguyệt. Cụ thể, trao giải nhất cho phương án dự thi của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Vương Long, Hà Nội đạt trên 64 điểm. Công trình được thiết kế với ý tưởng là tháp Ngọc Nguyệt Hồ cao 3 tầng. Trong tháp đặt một viên ngọc sáng được làm bằng đá quý như cẩm thạch, thạch anh, đặt trên bệ đèn LED phát sáng lung linh huyền ảo vào ban đêm, tạo điểm nhấn cho cảnh quan tổng thể của danh thắng công viên Hồ Bán Nguyệt nói riêng cũng như cảnh quan thành phố Hưng Yên nói chung. Vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng U11 toàn quốc Cup Nestle Milo năm 2024 đang diễn ra tại nhà thi đấu Đa Năng, tỉnh Bắc Ninh với sự góp mặt của 16 đội bóng, trong đó đội tuyển U11 Hưng Yên đã xuất sắc lọt vào tứ kết sớm một vòng đấu sau 2 trận toàn thắng tại vòng bảng. Đội tuyển U11 Hưng Yên nằm ở bảng C cùng với các đội U11 Quảng Nam, U11 Bình Dương và U11 Hà Nội. Tại vòng bảng, đội giành chiến thắng 1-0 trước U11 Bình Dương và thắng 4-1 trước U11 Quảng Nam, được 6 điểm, xếp đầu bảng và sớm giành vé vào tứ kết trước một vòng đấu. Lượt trận cuối vòng bảng, U11 Hưng Yên sẽ gặp U11 Hà Nội vào sáng ngày 1 tháng 8. Đội tuyển ủ xu Hưng Yên vừa giành được 3 huy chương tại giải vô địch ủ xu quốc gia năm 2024 diễn ra tại tỉnh Thanh Hóa từ ngày 20 tới 30 tháng 7. Tham dự giải với 11 vận động viên thi đấu tại hai nội dung biểu diễn thao lu và đối kháng sanda. Vận động viên Nguyễn Nhật Tuấn giành được 1 huy chương vàng nội dung biểu diễn kiếm thuật và 1 huy chương đồng nội dung biểu diễn trường quyền. Vận động viên Nguyễn Phúc Khang An giành huy chương đồng nội dung đao thuật. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh ghi nhận 38 ca bệnh sốt xuất huyết ở 9 huyện thị xã thành phố, cao hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2023. Trong những tuần gần đây, số ca bệnh được ghi nhận ngày càng tăng, trong đó phần lớn là các ca bệnh mắc tại Hà Nội trở về địa phương điều trị. Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp từ cuối tháng 7 đến nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tiến hành điều tra giám sát vector truyền bệnh sốt xuất huyết tại một số địa phương để có kế hoạch phun hóa chất phòng bệnh sốt xuất huyết, chủ động phòng chống, làm giảm tỷ lệ mắc, khống chế không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt muỗi, diệt bọ gậy và phòng muỗi đốt. Ngành y tế đề nghị người dân chú ý đậy kín vật dụng chứa nước sinh hoạt, thu gom đồ vật có thể ứ đọng nước trong và xung quanh nhà, loại bỏ các vật phế thải có thể đọng nước như chậu cảnh, bình hoa, lốp xe cũ, các dụng cụ chứa nước khác, dọn dẹp vệ sinh khu vực xung quanh nhà, bỏ rác thải vào thùng có nắp đậy, ngủ màn, dùng các biện pháp diệt muỗi. Khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xảy ra 3 vụ tai nạn điện từ hoạt động câu cá, làm một người chết và 2 người bị thương. Nguyên nhân là do bất cẩn khi câu cá dưới hành lang điện cao thế. Các vụ việc này xảy ra tại xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ và phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên. Vụ tai nạn gần nhất xảy ra vào giữa tháng 7 tại hồ câu ở phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, khiến một người bị thương nặng. Do điện thế 110 kV phóng xuống đã gây tổn hại sức khỏe cho nạn nhân trên 60%. Theo đó, nguyên nhân chủ yếu được xác định do cần câu carbon và dây cước bị ướt khi cần thủ vung lên chạm vào dây điện gây tai nạn. Hiện nay thì ở trên địa bàn tỉnh Yên đang triển khai các dự án san lấp mặt bằng và các hoạt động thả diều, câu cá, họp chợ trên đường dây có nguy cơ vi phạm và nguy cơ mất an toàn. Để giảm các cái nguy cơ mất an toàn đó, chúng tôi khuyến cáo các chính quyền địa phương, các khu công nghiệp và chủ hồ câu lắp đặt các biển cấm, biển cảnh báo để đảm bảo an toàn, phòng tránh sự cố và nguy cơ mất an toàn dưới đường dây. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.